Chào anh Úc, anh có ý kiến gì về môi trường làm việc ở công ty VNPC? Anh cho chúng tôi biết một số cảm nhận của anh. Môi trường làm việc của công ty hiện giờ cái không khí đang hơi ảm đạm. Hả? Tại sao vậy? Vì công việc nhiều quá nên là làm không kịp. Không kịp mà sao lại ảm đạm? Thì là làm không sửa ra bàn đó thì nó buồn. Rồi những lúc sửa được thì anh thấy là sao? Cảm thấy vui. Ok, cảm ơn rất nhiều.